Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi sẽ giới thiệu tới quý vị một dòng loa đến từ hãng JBL, một đôi loa cực kỳ đẹp nha quý vị, rất là đẹp, và một đôi loa cũng rất là được nhiều sự ưa chuộng của khách hàng audio. Đôi loa quý vị đang nhìn thấy, nó cái tên nó hiện ra luôn bên ngoài, model là 4312A Control Monitor. Bây giờ bị tháo lưới ra nha. Đó. Nó có 3 loa nha quý vị. Một loa bass 30, ngăn vải tẩm dầu xếp ly, màn của nó là màn giấy màu trắng sữa nha quý vị. Một loa mid và một loa treble titanium. Đôi loa rất là đẹp, cực kỳ đẹp, thùng gỗ lạng nha quý vị. Nó có chiều cao là 59,7, mình làm tròn 60 luôn nha. Chiều sâu là 30 và chiều rộng của nó là 36 nha quý vị. Trở kháng của nó là 8 ohm, độ nhạy 93 dB và công suất của nó 100W trên một thùng. Và những dòng này quý vị chỉ để nghe nhạc nha quý vị. Chúng ta không nên dùng để karaoke. Nghe nhạc thì cực kỳ hay. Và những dòng monitor này quý vị thấy là nó đều có hai nút vặn căn chỉnh loa mic và loa treble nè, và được sản xuất tại Mỹ nha quý vị. Đây. Đôi loa của Bay là phải nói là rất là đẹp, quý vị không tìm chỗ nào có cặp loa đẹp như của Bay. Và dòng này Bay bán cũng rất là nhiều, không phải là lần đầu Bay bán đâu, nên chất âm của nó thì đi thấy rất là ok. Nhiều khách phản hồi nếu như ghép với những dòng Lusman hay là Aquafy, những dòng bình dân rất là hợp cả nha quý vị, hoặc là những âm ly đề non. Rồi và nó nặng cũng rất là nặng quý vị, mặc dù nó là dòng loa thùng mà nặng 20kg trên một loa quý vị, nó chỉ cao 60 thôi nhưng mà nặng 20kg trên một loa. Và mức giá đi bán đôi loa JBL 4312A Control Monitor này là 22 triệu đồng nha quý vị. 22 triệu đồng, cửa thông hơn nó nằm ở phía trước nha. Phía trước phía sau như đều đẹp hết, đều màu sáng màu như nhau nha. Hai thùng loa không có khác màu gỗ nha quý vị. Đây, để Bi quay phía sau quý vị nhìn nè. Này. Và cái dây loa này Bi đang bán, quý vị Bi đang gắn vào luôn. Cái dòng này nó dùng trạm loa bắp chuối. Và cái dây tròn, ở dây dẹp, Bi đang gắn dây dẹp, Bi thử luôn dây loa này nha, chứ không phải thử dây loa gì cao cấp đâu. Và dây loa này thì Bi bán 450 một bộ, còn cái dây tròn là 600 một bộ. Cái chiều dài 2,5 m một bên, thì một bộ như vậy nó dài 5 m nha quý vị. Nói chung là loa bass mic treble loa nào cũng đẹp hết, không có bị móc mũi hay là gì hết nha. Găng của nó còn nguyên bản hết nha quý vị. Và nhạc Bi test là Bi lấy từ ổ cứng hoặc USB xuống qua đầu giải mã DAC. Nếu như ai thích những cái bản nhạc mà Bi test thì bên Bi nói chung là Bi cung cấp những cái thể loại đó. Và nhạc bên mình là đảm bảo là nhạc lossless chất lượng cao. Một USB thì quý vị có thể nghe được gần 2.000 bài hát đó quý vị ạ. À. Rất là rẻ và cực kỳ tiện lợi, không bị làm phiền bởi quảng cáo. Quý vị có nhu cầu về dịch vụ, về sản phẩm nào bên Bi thì nhớ alo cho mình qua số điện thoại bên góc màn hình. Còn bây giờ Bi sẽ test nhạc qua cái đôi loa 4312A này. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
rơi từ bao giờ. Một người